Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất. Kim Vũ xin kính chào quý vị đang trên kênh NMTV. Hôm nay gồm có các bản tin sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, gián điệp gây căng thẳng quan hệ giữa Mỹ và Nga. Gia đình một công dân Mỹ bị bắt tại Moscow vào ngày 28 tháng 12 năm 2018 vì bị cáo buộc làm gián điệp đã lên tiếng phản đối. Trả lời đài truyền hình CNN ngày 1 tháng 1, họ khẳng định ông Paul Whelan bị bắt trên đường đến dự đám cưới. Vụ bắt giữ công dân Mỹ này cho thấy, ngay cả trong những ngày lễ cuối năm, quan hệ giữa Moscow và Washington vẫn tiếp tục căng thẳng. Trên đài truyền hình CNN, gia đình Paul Whelan khẳng định ông không phạm những tội mà Nga cáo buộc. Phía tình báo Nga thì nói khác. Thứ Sáu ngày 28 tháng 12, cơ quan FSB thông báo đã bắt ông Paul Whelan khi công dân Mỹ này đang tiến hành hoạt động tình báo. Theo hãng thông tấn TASS, tư pháp Nga đã bắt đầu thủ tục tố tụng hình sự nhắm vào công dân Mỹ. Nếu bị kết tội, ông Paul Whelan có nguy cơ lãnh án từ 10 đến 20 năm tù, chiếu theo điều 276 của luật hình sự. Điều này cho phép suy đoán rằng ông Paul Whelan bị cáo buộc đã chuyển thu thập và lưu trữ thông tin bí mật quốc gia nhằm mục đích chuyển chúng cho một quốc gia khác hoặc một tổ chức quốc tế. Tại Nga, khó mà không liên tưởng vụ bắt giữ này với vụ bắt giam Maria Polutina tại Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2018 là công dân Nga. Maria Polutina bị cáo buộc xâm nhập vào các tổ chức chính trị để thúc đẩy lợi ích của Liên bang Nga. Có nguy cơ lãnh án 30 năm tù, cô đã quyết định nhận tội để được giảm án, trong khi Điện Kremlin vẫn cho rằng những cáo buộc nhắm vào Maria Polutina là vô căn cứ. Vụ phát giác tình báo mới này cho thấy quan hệ giữa Moscow và Washington đang xấu đi, phản ánh căng thẳng mà hai bên phải đối mặt. Thưa quý vị, và bản tin kế tiếp là Tập Cận Bình dọa thống nhất Đài Loan bằng vũ lực. Hôm qua trong một bài diễn văn, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố việc Đài Loan độc lập sẽ dẫn đến thảm họa. Ông Tập cổ vũ cho sự thống nhất một cách hòa bình, nhưng đồng thời cảnh báo không loại trừ việc sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát Đài Loan. Song song đó, tờ Giải phóng Quân báo vừa công bố các mục tiêu của năm 2019, kêu gọi chuẩn bị chiến tranh, từ Thượng Hải thông tấn viên Angelie Fostein tường trình. Tăng cường huấn luyện và chỉnh đốn thái độ binh lính để có thể sẵn sàng trong trường hợp xung đột. Quân đội Trung Quốc dương oai, diễu võ trong chương trình năm mới đầy tính hiếu chiến. Tờ báo chính thức của Giải phóng quân Trung Quốc viết, chuẩn bị chiến tranh trở thành điều căn bản, đây phải là hướng chính. Trong khi căng thẳng không ngừng dâng lên với nước láng giềng Đài Loan, kế hoạch này như một lời cảnh báo cho những ý định độc lập của hòn đảo. Trong những tháng gần đây, Trung Quốc liên tục cho máy bay và tàu chiến quần thảo xung quanh Đài Loan. Và cách đây vài ngày, chính quân đội Trung Quốc đã cảnh báo chính quyền Đài Bắc là sẽ rơi vào ngõ cụt nếu cố gắng ngăn trở sự thống nhất với Hoa Lục. Trong bài diễn văn đọc sáng nay tại Bắc Kinh, vị chủ tịch đầy quyền lực Tập Cận Bình, đồng thời là chủ tịch quân ủy Trung ương, đã răn đe Trung Quốc không loại trừ việc sử dụng vũ lực để chống lại các lực lượng đòi độc lập ở Đài Loan. Ông Tập Cận Bình cho rằng, việc thống nhất theo chính sách một đất nước hai chế độ sẽ bảo vệ quyền lợi và hạnh phúc của đồng bào Đài Loan. Chủ tịch Trung Quốc gợi ý cho thảo luận rộng rãi trong một tầng lớp xã hội, nhưng với điều kiện tuyên chiến là phải công nhận nguyên tắc chỉ có một nước Trung Hoa. Phát biểu ngay sau bài diễn văn của ông Tập, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn khẳng định đảo quốc không thể chấp nhận đề nghị trên, nhấn mạnh việc thương lượng phải trên cơ sở giữa hai chính phủ với nhau. Thưa quý vị, và bản tin tiếp theo là Anh Quốc bắt đầu thuận theo Mỹ, sẽ có căn cứ quân sự tại Đông Nam Á. London sẽ can dự sâu hơn vào Biển Đông bằng cách xây dựng một căn cứ quân sự Anh Quốc ngay tại vùng Đông Nam Á. Câu hỏi này đã được đặt ra trong những ngày đầu năm 2019 sau một bài phỏng vấn mà Bộ trưởng Quốc phòng Anh dành cho tờ báo Anh Sunday Telegraph số đề ngày 31 tháng 12 năm 2018 tiết lộ khả năng London mở thêm căn cứ quân sự mới rất có thể là ở Đông Nam Á tại Singapore hoặc Brunei. Các chuyên gia Trung Quốc được nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 1 tháng 1 năm 2019 trích dẫn đã vội lưu ý rằng kế hoạch của Anh có nguy cơ làm phức tạp thêm tình hình căng thẳng trong khu vực. Trả lời tờ Sunday Telegraph, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson đã phát họa tương lai tốt đẹp của nước Anh thời hậu Brexit.
có thể thực sự trở lại vai trò một tác nhân nặng ký trên thế giới. Với việc mở thêm các căn cứ quân sự mới ở nước ngoài, ở vùng Caribe Trung Mỹ và ở vùng Biển Đông. Bộ trưởng Anh không nói rõ cụ thể là ở nước nào, những tờ Sunday Telegraph đã nêu tên các địa điểm Singapore hoặc là Brunei ở vùng Đông Nam Á và Montserrat hay Guyana ở vùng Caribe. Dẫu sao thì kế hoạch được ông Williamson tiết lộ đánh dấu một bước ngoặt mới trong chính sách ngoại giao quốc phòng của Anh Quốc sau khi đã đóng cửa các căn cứ quân sự ở Đông Nam Á và Vịnh Ba Tư trong những năm 1960. Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post khi loan báo tin trên đã cho rằng nếu Anh Quốc thành lập một căn cứ quân sự ở Đông Nam Á, điều đó có nhiều khả năng sẽ phủ bóng đen lên quan hệ Trung Quốc với các nước Đông Nam Á, đặc biệt là các quốc gia đã đồng ý cho Anh Quốc mở căn cứ trên lãnh thổ của mình. Theo ông Nghe Lạc Hùng, tức Ni Lăng Xuân, chuyên gia phân tích hải quân tại Đại học Thượng Hải, kế hoạch của Anh chỉ ở bước đầu, nhưng đó sẽ là bài trắc nghiệm quan hệ giữa Trung Quốc với Singapore và Brunei. Singapore như đã ngã hẳn về phía Mỹ và đồng minh, trong đó có Anh Quốc, nhưng Brunei thì vẫn phân vân trước món lợi hợp tác kinh tế với Trung Quốc. Kế hoạch lập căn cứ của Anh cũng làm tăng nguy cơ căng thẳng giữa London và Bắc Kinh. Trên vấn đề Biển Đông, Trung Quốc từng cảnh cáo Anh Quốc khi London cho chiến hạm tuần tra Biển Đông vào năm ngoái. Theo ông Hứa Lợi Bình, tức Su Liên Phiên, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc, rõ ràng đây là động thái phô trương sức mạnh của Anh nhằm vào Trung Quốc, chứng tỏ sự can dự rõ rệt các cường quốc bên ngoài vào vấn đề Biển Đông. Còn theo ông Nghe Lạc Hùng, kế hoạch lập căn cứ Anh cho thấy là London ủng hộ cách tiếp cận cứng rắn với Trung Quốc mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đề ra. Bắc Kinh từ lâu luôn luôn chống lại việc Washington can dự vào hồ sơ Biển Đông, coi hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực là một mối đe dọa đối với Trung Quốc. Trong thời gian qua, ngoài việc đích thân cử tàu Mỹ tuần tra Biển Đông, nhân danh việc bảo vệ quyền tự do hàng hải bị Trung Quốc đe dọa, Hoa Kỳ còn vận động đồng minh cùng góp sức, ngoài Nhật Bản, Úc, hai nước vùng như Anh, Pháp, thậm chí Canada, cũng đang ngày càng đóng vai trò năng động hơn ở Biển Đông. Và sau đây là bản tin cuối cùng, đó là người phụ nữ cầm dao hung hăng chặt đứt lưới bóng chuyền của nhóm du khách nước ngoài. Theo thông tin từ trang Facebook cá nhân tên Yuri Androchak đã quay phim lại cảnh người phụ nữ chặt lưới bóng chuyền của nhóm du khách nước ngoài tại Mũi Né, tỉnh Bình Thuận vào ngày 30 tháng 12 năm 2018, được loan tỏ và chia sẻ trên nhiều trang Facebook cá nhân khác vào ngày 31 tháng 12 năm 2018. Theo trang tin Facebook cá nhân Phương Nam và trang Facebook Nhật ký yêu nước đang tải lại, với sức loan tỏa mạnh của mạng xã hội về sự việc, người phụ nữ cầm dao chặt đứt lưới bóng chuyền của nhóm du khách, thậm chí đòi chém họ trên bãi biển Mũi Né là đúng hay sai. Yuri Andrichak, du khách quay lại clip cho biết, người phụ nữ trên là bà Vu, chủ resort Unix Mũi Né. Qua thông tin trên, thì có báo pháp luật đã đăng lại tin trên dùng từ xung đột dùng dao chặt lưới bóng chuyền. Theo báo pháp luật trích lời ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hội Du lịch Bình Thuận đã cử thanh tra đến xác minh và làm rõ thông tin trên. Chiều cùng ngày, bà Vũ Thị Kim Hương, chủ resort Unix Mũi Né, cũng đã liên lạc với chúng tôi và xác nhận chính mình là người trong clip. Bà Hương cho biết mình đã hành xử quá sai và rất hối hận. Tuy nhiên, do du khách đang lưu trú ở resort rất khó chịu vì ồn ào và thỉnh thoảng sợ bóng văng trúng, nên bà đã nhiều lần yêu cầu nhóm này tìm nơi khác để chơi thích hợp hơn. Cũng theo báo chí trong nước, thì Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại diễn đàn cấp cao du lịch. Du lịch hiện nay được coi là ngành kinh tế cùng nền kinh tế chung của đất nước. Du lịch sẽ thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển nhanh hơn, cải thiện môi trường, kéo xếp hạng về tăng cường cải cách năng lực, cạnh tranh lên cao hơn. Chỉ ở những vẻ đẹp tiềm ẩn chưa khai phá, mà còn phát huy những vẻ đẹp truyền thống đã hiện hữu, Phó Thủ tướng đặt câu hỏi. Nhìn lại sự kiện xảy ra tại Bình Thuận, chúng ta thấy được ngành du lịch của Việt Nam đã đi vào ngõ hẹp từ ý thức đến vấn đề quản lý của ngành du lịch là đen tối, những lời phát biểu của các ban ngành du lịch là lời nói suông. Đến thời điểm hôm nay, vẫn chưa thấy có thông tin nào từ các cơ quan, bộ ngành cấp cao của du lịch Việt Nam lên tiếng. Bản tin đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy ủng hộ chương trình của chúng tôi bằng cách nhấn vào nút subscribe hay nút đăng ký ở phía dưới video này. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.
cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất.